giờ ngoài trời đang mưa mà em lại quên mang dù. Có bao giờ vì nặng em mang mong chờ ai đó giúp em. Có bao giờ một mình cô đơn nỗi buồn tìm đến nỗi đêm đêm về. Chỉ mong một người ở cạnh bên nghe em thở than. Anh sẽ radio phát những tiếng ca cho ngày em hết buồn chán. Anh sẽ là may mắn xóa khó khăn để nụ cười em tươi tắn. Em có muốn một ngày mà trời đang mưa một tràn trời đến như ô che đầu để khi đêm về em đã có ai để nói cười. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. 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 Buồn phiền bay kín làm em chẳng thể cho mình những con đường mình từng mong ước tất cả rồi sẽ tốt thôi. Có bao giờ một ngày anh đến em lại tìm cách để cho duyên tình khiến con tim mình một lần nữa mang bao thở than. Hay sao radio phát những tiếng ca cho ngày em hết buồn chán. Anh sẽ là may mắn xóa khó khăn để nụ cười em tươi tắn. Em có muốn một ngày mà trời đang mưa một tràn che đến với ô che đầu để khi đêm về em đã có ai để nói cười. Dạ. Có khi nào bầu trời đang mưa mà em lại quên mang dù. Anh có cái dù nè. Anh kia anh đâu có cái dù đâu, anh hát vậy thôi. Thì em biết mà, em biết là anh có cái dù cho nên em quên mang dù. Cái dù này dành cho em đúng không? Đúng rồi, cái dù này dành cho em đó. Tuổi thân quá, người ta có cặp có đôi, còn tôi không biết đứng đây làm gì. Trời ơi, làm thơ. Anh FC à, ngày hôm nay thì chắc chắn anh sẽ không có lẻ loi đâu. Đi phải có đôi có cặp đúng không? Đây, anh muốn dù, có cây dù. Nhưng mà đặc biệt là dù này phải đón một người rất xinh đẹp và xứng với anh đúng không? Xin được giới thiệu. Đây. Xin mời anh đến với vị trí trang phục và chúng ta chuẩn bị đón chào một cô gái cao, đẹp, có rồi, tự tin, hợp với dáng của ST hơn. Và đó chính là người mẫu Cao Ngân. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Đứng như vậy mới xứng cái dù nè. Cao Ngân ơi. Dạ. Tên sao người vậy ha? Cao Ngân, hàng chi Ngân cao quá. Anh phong thủy đây không tốt, anh qua đây đứng đi. Em bậy quá. Thôi mặt thù quá. Thôi vậy để em ra giữa đứng với đồng điều. Trời. Ê, tôi mới phát hiện ra đây là một đội nè. Còn tôi sẽ là MC của ngày hôm nay. Và chúng ta xin mời những người chơi tiếp theo của chương trình Umbala ra chữ gì. Hồi hộp quá. Xin mời hai chủ đề còn lại. Thích giải trí đi. Thích giải trí. Vòng một lượt chơi thứ ba của ST bắt đầu. Umbala, ô chữ đầu tiên có 7 ký tự. Hoạt động này sử dụng một lều, một cấu trúc đơn sơ trong chuyến đi du lịch. Hết. Đi du lịch mà chúng ta chỉ cần sử dụng một cái lều thôi. Rất là đơn giản. Đây là hoạt động gì?
câu cá, cắm trại. À dân dân phạm luật mất mà phạm rồi, không được nói. Nếu là em quên á, tự nhiên em nhẩm em đọc ra. Có nghĩa là khi mà mình biết được đáp án, mình sẽ lên đây diễn tả cho đồng đội của mình. Dạ. Khi mà mình phát ra một âm thanh nào đó thì mình đã bị phạm luật và coi như là kết quả đó không được tính. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2 ở chủ đề giải trí. Ấm ba la ô chữ thứ hai có 8 ký tự. Một hoạt động âm nhạc sử dụng ban nhạc trực tiếp, thường dùng trong dịp cưới hỏi, đám tiệc ở Nam Bộ. Hết. Dừng. Dừng luôn. 59 giây. Nhạc sống. Chốt không ạ? À? Chốt. Một cái từ với nó là rất là dân dã. Nhạc sống. Đám tiệc nào cũng có một cái ban nhạc sống tới chơi để chúng ta có một không khí vui tươi. Mình mướn thì hơn. Người ta mới tới. Đúng rồi. Nghe chưa? Anh sai. Anh xin lỗi Ngân. Không phải là tự nhiên, không lẽ bây giờ tự nhiên mình tổ chức đám cưới cái tự nhiên ta tới đúng không? Dạ đúng phải rồi. Phải mướn, phải thuê người ta mới tới. Và nhạc sống là đáp án được đưa ra rất nhanh đến từ ST. Đáp án sẽ là chúc mừng. 59 điểm, một số điểm rất là cao. Và chúng ta sẽ cùng đến với ô chữ thứ 3. Đúng là ô chữ thứ 3 có 8 ký tự mà thôi. Trên bức tượng Oscar, hiệp sĩ đứng trên cái gì? Hết. Một ca sĩ, một diễn viên như ST chắc chắn rất là quan tâm đến những thông tin và các lễ trao giải Oscar. Và đặc biệt là về điện ảnh, phải không ạ? Đứng trên cây cầu á. Cái đó là gì vậy ta? Cái ghế. Cái cầu. Nhưng mà quan trọng đó là cái hình của gì? Cái gì? Không biết. Liên quan đến phim ảnh. Không thì chúng ta chờ đi. Dần. Cuộn phim. Chốt không ạ? Chốt. Đáp án này có chính xác hay không? Thì xin mời. Hay quá. Thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của chủ đề giải trí. Ô chữ thứ 4 có 9 ký tự. Là một trong những trò chơi trí tuệ phổ biến nhưng chỉ có 2 người được chơi mỗi lượt. Hết. Chơi đánh banh. Sao tự nhiên nhìn giống quá ta. Hãy nhìn tụi em này. Môn thể thao về trí tuệ. Về trí tuệ mà chỉ có 2 người chơi thôi. Đá cầu. Dừng. Đánh cờ vua. Chốt không ạ? À? Chốt. Đánh cờ vua. 34 giây tương ứng với 34 điểm. Và đây là một đáp án chính xác. Và sau lượt chơi, chúc mừng anh nhận được 124 điểm. Yeah.